Quý vị và các bạn thân mến, để có được một sức khỏe tốt thì bên cạnh lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao cũng như là bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể thì một bữa ăn với đầy đủ các chất dinh dưỡng sẽ góp phần rất là lớn trong việc đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Vâng, đúng như vậy ạ. Một bữa ăn cần phải đảm bảo rất là nhiều chất dinh dưỡng như đạm, protein, chất béo, chất xơ. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta cần phải bổ sung rau xanh trong thực đơn hàng ngày của chúng ta. Và theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chất xơ có tác dụng rất tốt với sức khỏe như ngăn ngừa táo bón, tạo cảm giác no lâu và đào thải những chất béo thừa cho cơ thể. Trong một sức khỏe cho ngày mới ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về công dụng của rau xanh trong bữa ăn hàng ngày các bạn nhé. Từ lâu nay, người Nhật Bản nổi tiếng với tỷ lệ người cao tuổi đứng đầu thế giới. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, để đạt được điều này, một phần quan trọng là chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng các chất dinh dưỡng, mà từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, mỗi người dân Nhật Bản đều áp dụng một cách khoa học nhất. Nhìn vào thực đơn dinh dưỡng trong bữa ăn của người dân xứ sở mặt trời mọc này, chúng ta dễ dàng nhận thấy những món ăn tươi ngon từ cá, tôm, mực và phần lớn còn lại chính là rau xanh, củ quả. Từ đó cho thấy tầm quan trọng của rau xanh với sức khỏe như thế nào. Tuy nhiên hiện nay, khi con người luôn cuốn theo cuộc sống tất bật, những bữa ăn qua loa, đơn điệu, thiếu rau xanh, củ quả dẫn đến những ảnh hưởng rất lớn cho sức khỏe. Nhẹ thì nhiệt miệng, táo bón, nặng hơn sẽ khiến cơ thể bị thiếu nhiều vi chất dinh dưỡng, dẫn đến suy giảm sức đề kháng, là cơ hội cho bệnh tật phát triển. Rau nói chung thì nó tốt cho sức khỏe bởi vì nhiều lý do. Một là cái cơ bản, nếu như không có cái gì thì cái ít nhất trong rau nó có cái chất xơ, tức là cellulose rồi đấy. Là cellulose nó có tác dụng, tất cả các loại rau đều có tác dụng nhuận tràng. Thứ thì nhuận tràng nhiều, thứ nhuận tràng ít, nhưng mà cái cellulose, bởi vì con người ta khi ăn vào nếu không có cellulose sẽ gây ra táo bón. Cái cellulose ngoài cái tác dụng ra thì nó còn có cái tác dụng là giúp cho chống táo bón cho tất cả các loại rau đó. Ngoài ra thì nó còn các loại rau nói chung thì nó còn có, trong đó nó có những cái chất lục diệp tố, cái mà mình thấy màu xanh đó, rồi các loại sinh tố ví dụ như vitamin B1, vitamin B6, vitamin BC, rồi vitamin A, vân vân. Thì chắc các loại rau, có những cái loại rau nó có như thế, chẳng hạn như là như cà rốt, như gốc, như là hay là artiso, hay là rau má, hoặc là rau dấp cá. Đừng coi thường cái dấp cá rất tốt. Từ xưa, các cụ ta đã đúc kết qua thành ngữ cơm không rau như đau không thuốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của rau củ quả đối với đời sống con người. Tuy nhiên, cũng như nhiều thực phẩm khác, nếu chúng ta sử dụng không khoa học và phù hợp thì cũng sẽ gây ra nhiều phản ứng phụ không tốt. Chính vì vậy, cần lưu ý một số điều trong quá trình chọn lựa, chế biến và sử dụng rau xanh để có lợi cho sức khỏe nhất. Ta ăn thì trong thức ăn nó có protein, tức là thịt đó. Thứ hai nữa là chất đạm, thứ hai nữa là có glycid, tức là chất bột, chất đường. Thứ ba nữa là cellulose. Rồi thứ tư nữa là như các loại sinh tố B1, sinh tố C, sinh tố A, vân vân, thì nó đều có dung hòa trong cái đó cả. Nên ăn mỗi một cái tỷ lệ vừa phải, ví dụ thịt trong một ngày ăn tối đa là 300 gram thôi. Mà glycid cũng chỉ tối đa là độ khoảng 300 đến 400 gram thôi. Thế rau thì khoảng độ 500 gram là vừa. Cái hạn chế cái gọi là cái chế biến quá nhiều, cái gì cũng vậy, kể cả thịt cá cũng vậy, vừa chín, không nên ăn sống. Để có một sức khỏe tốt, duy trì hoạt động thể chất lẫn trí não, đòi hỏi chúng ta phải có một chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Song song đó cần phải tập luyện thể dục thể thao và có những hoạt động giải trí thư giãn, giúp tinh thần giải tỏa những căng thẳng. Một chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, khoa học như thế sẽ giúp bạn luôn tự tin vui sống mỗi ngày.